Có bao giờ anh chị học bài cùng con không? Có bao giờ anh chị chuẩn bị bài cùng con vào mỗi buổi chiều hoặc là mỗi buổi tối không? Và anh chị cảm thấy như thế nào khi đồng hành cùng con? Con có vui khi được cùng ba mẹ ôn bài cùng với mình không ạ? Không biết anh chị có bị áp lực khi cùng con ôn bài không? Ba mẹ dạy một đàng, con nó hiểu một nẻo. Con nói rằng ba mẹ dạy không có giống thầy cô dạy gì hết trơn và con nó không nghe. Và khi con không nghe là mình sẽ la con, dẫn tới là mình căng thẳng, mệt mỏi, stress. Vậy thì giải pháp nào để giúp cho con các anh chị và giúp cho bản thân các anh chị giảm áp lực để đồng hành cùng con một cách hiệu quả nhất? Mời các anh chị tham khảo chương trình 5 phút thuộc bài. Đây là một cái bộ công cụ chương trình từ lớp 1 đến lớp 12, tất cả các bài giảng trong sách giáo khoa. Với hơn 1.000 giáo viên tham gia vào cái dự án này để đồng hành cùng với con các anh chị. Và mỗi ngày các anh chị chuẩn bị bài cùng con là vào 5 phút thuộc bài. Ôn lý thuyết, nghe phần lý thuyết, sau đó có cái phần trắc nghiệm 15 phút hoặc là 45 phút. Hiện nay câu hỏi lên đến 1 triệu câu hỏi trắc nghiệm để cho con các anh chị có cơ hội cọ sát với các đề thi thực tiễn nhất luôn. Và với 5 phút thuộc bài dành cho các anh chị có mất kết nối với con mình. Vì quá trình đi làm, kiếm cơm lo cho gia đình, không có thời gian dành cho gia đình, dẫn tới cái vấn đề mất kết nối với con, đó là chuyện hết sức bình thường. Anh chị có bất cứ câu hỏi gì, anh chị có bất cứ lo lắng, băn khoăn gì, hãy kết nối với cô Mai nhé. Cô Mai sẽ đồng hành cùng với các anh chị.